Vâng, em là Ngân Ô Tô, xin kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng em trong video ngày hôm nay. Vâng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9. Vâng ạ, một cái ngày lễ đặc biệt của toàn dân Việt Nam chúng ta là ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hôm nay em gửi đến cho quý vị và chị bạn một cái video báo giá tổng hợp tất cả những cái mẫu xe đang có tại cửa hàng nhé. Và trong cái chương trình ngày hôm nay thì phải nói là một cái ngày đặc biệt và cũng em giảm giá đặc biệt tất cả những cái mẫu xe này. Vâng ạ, phải nói giảm giá đặc biệt cho mọi người nhé. Đấy, những mẫu xe mới về và những cái mẫu xe đang tồn đọng tại cửa hàng. Vâng, bác nào có tầm tiền nào thì bên em đều có cả nhé. Đấy, với tầm tiền từ 500 triệu đồng qua đầu thôi. Đấy, những bác xe mà, những cái bác nào mà tầm tiền ít thì về bên em. Còn bác nào thì nhiều tiền thì có thể hoan hỷ xem video của em thì cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cũng rất là nhiều các bác xem video mà chưa đăng ký kênh thì các bác có thể là vui lòng ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé. Đây, em giới thiệu cho các bác, cho bạn một chiếc xe mới về cửa hàng, một chiếc xe Lacetti cực đẹp luôn, độ full đồ. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, độ phải tầm khoảng 3 đến 40 triệu tiền đồ. Đấy, đèn led này. Đó, mọi người nhìn này. Một chiếc xe cực kỳ là đẹp nhá. Phải nói là một chiếc xe đẹp hiếm có luôn. Nếu em là thứ hai thì không ai là thứ một. Đấy. Dàn lốp mới cả dàn. La răng phay này. Đấy. Một chiếc xe phải nói rất là đẹp luôn cho quý vị, cho bạn có thể lựa chọn nhé. Đây, nội thất ghế da nguyên bản từ mới nhưng mà phải nói là xe đi rất là ít. Đây là bộ ghế da của nó còn hầu như là mới luôn. Trần nỉ nguyên bản nhé, phần tắp lô tắp ly của xe quá đẹp luôn quý vị. Xe zin cả xe, không một lỗ nhỏ nhé. Đấy, này, quý vị cho bạn nhìn này. Đấy, một chiếc xe độ full đồ. Đấy, với cái tầm tiền con này thì hiện tại cửa hàng em đang chào bán với giá là trên 200 quý vị nhé. Đấy, những cái con mà nói chung là xe nó bình thường thì dao động tầm khoảng 180 đến 190. Con này đời 2010. Đấy. Nhưng mà con này thì xe nó đẹp xuất sắc thế này thì nó dao động tầm khoảng trên 201 quý vị anh chị bạn nhé, trên 201. Đấy, một chiếc xe cam kết cho quý vị anh chị bạn là rất là đẹp luôn, màn hình OLED, màn hình xịn sò nhá. Đấy, quý vị anh chị bạn nhìn cái phần hệ thống của nó này. Đấy, xe vừa về anh em đang dọn dẹp này. Đây, phần tắp ly của nó này. Đấy, một chiếc xe đẹp hiếm có quý vị nhé. Đấy, đăng kiểm mới nhé. Đăng kiểm đến tháng 5 năm 2024. Loanh quanh tầm trên 201. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, phần vô lăng quý vị các bạn có thể nhìn này. Vô lăng của nó này. Đấy, chưa có một chút nào là bị bong chóc gì cả nhé. Nội thất ghế da này. Đây, chủ xe có trang bị bộ áo ghế nữa nhưng mà ghế da của nó vẫn còn rất là đẹp, phải nói cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, trên 201 quý vị anh chị bạn nhé. Tiến em giới thiệu cho các bác cho bạn con này. Con này thì đang cắt lỗ sập sàn luôn. Con này là Honda Civic. Con này đời 2008 này. Giá loanh quanh tầm khoảng 106 thôi. Đấy, loanh quanh tầm khoảng 106 thì quý vị anh chị bạn nhé. Và đây là một chiếc xe, cũng là một chiếc xe Lacetti Civic mới về. Đấy, đây anh em cũng vừa đánh về xong. Con này đời 2009 này. Con này thì giá sập sàn luôn cho quý vị anh chị bạn, chỉ có 185 triệu đồng thôi. Rất rẻ luôn. Đấy, 185 triệu đồng. Civic 2009 nhá, kinh chuẩn nhá, số động đời 2009 nhá. Đây. Nội thất của xe đây, quý vị anh chị bạn xem nhá. Đấy. Rất là rẻ. Đấy, bác nào thích rẻ thì có con này. Bác nào thích đẹp thì có con kia mới về kìa. Đấy. 185 triệu ạ. Đây là em báo giá những mẫu xe mới về trước. Và đây em giới thiệu cho các bác, cho bạn con này là con Vios mới về nhé. À, con Vios con này bản limo này. Bản limo thì con nào cũng vậy. Limo phần đa 100% là con nào cũng dịch vụ taxi hết. Con này không biết là đời 2009 hay 2010 đấy. Loanh quanh tầm khoảng chắc là tầm khoảng trên 100, trên 160 thôi. Đời 2010. Vios limo thì phần đa là xe nào cũng dịch vụ taxi các bác nhé. Tiếp theo đây xin giới thiệu cho các bác chị bạn lần lượt. Không biết đi từ đâu nữa nhỉ. Đây, bên trong này là một đầu này. Đây, em sẽ đi từ bên ngoài này vào nhé. Con này là con Vios đời 2016 bản E này. Đấy, loanh quanh tầm khoảng 208-209 này. Đời 2016 lên máy trắng rồi nhé các bác chị bạn nhé. Con này được trang bị lên máy trắng rồi đây. Đấy, loanh quanh tầm khoảng 208-209 này. Đó. Con này con Gentra X, con này Gentra nhập khẩu đời 2010 phiên bản tự động các bác nhé. Đấy, con này thì cũng mới về cửa hàng luôn.
Đấy, sản xuất 2010. Gen X là xe nhập khẩu nguyên chuẩn nhé. Động cơ 1.2. Con này giá loanh quanh tầm khoảng trên 180 này. Đấy. Trên 180 triệu cho chiếc xe Gen X này. Số tự động ạ. Vâng, tiếp theo đây xin giới thiệu cho bà con các bác, bạn là con này là con xe Hyundai Avante. Vâng, một chiếc xe mới về cửa hàng luôn. Con này đời 2011, số tự động. Vâng ạ, xe mới về các bác nhé, giá cực kỳ yêu thương luôn. 268 triệu. Xe cực đẹp luôn. Đây ạ, một chiếc xe không lỗi nhỏ anh chị bạn nhé. Keo chỉ cột kéo sắt xi zin nguyên bản, không một lỗi nhỏ gì hết. Sản xuất 2011. Đấy, phiên bản tự động nha các bác nhé. Đấy, lanh quanh tầm khoảng 200 trên 260 thôi. Vừa về cửa hàng xong đấy ạ. Đấy, mấy hôm nay cửa hàng về rất là nhiều xe phục vụ bà con các bác trong cái dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 này này. Đây là một chiếc xe Honda Civic đời 2008 phiên bản tự động nhé. Lanh quanh tầm khoảng 230. Đấy, phiên bản tự động máy 2.0. Con này con xe Chevrolet Cruze đời 2010. Phiên bản tự động với động cơ máy 1.8 này. Đấy, Cruze thương hiệu của Mỹ. Con này giá lanh quanh tầm khoảng trên 220. Chiếc xe số tự động. Còn đây là một chiếc xe Honda CR-V đời 2007, phiên bản tự động máy của nó 2.0, 5 chỗ gầm cao. Giá lanh quanh tầm khoảng 260 quý vị nhé. Tiếp tục là một chiếc xe Kia Forte đời 2013. Con này thì số sàn máy 1.6 này, giá dao động tầm khoảng 260 quý vị anh chị bạn. Tiếp theo đây là một chiếc xe 7 chỗ gầm cao nhé. Con này là con xe Toyota Fortaler, sản xuất 2011, với động cơ của nó 2.7, máy xăng, số tự động 2 cầu này. Giá lanh quanh tầm khoảng 350 thôi. Một chiếc xe 7 chỗ gầm cao. Em sẽ báo giá nhanh nhé. Quý vị các bạn quan tâm mẫu xe nào có thể là chụp lại màn hình gửi qua Zalo cho em. Giới thiệu cho các bạn, con này là con xe Ford LS đời 2008, số tự động, máy 2.5, máy dầu. Giá lanh quanh tầm khoảng 270 quý vị các bạn nhé. Tiếp đến đây là một chiếc xe Innova đời 2006 bản G. Giá lanh quanh tầm khoảng 190 triệu. Đời 2006 bản G. Con này thì bản G xịn nhé. Và đây em giới thiệu cho bà con các bác, bạn con này là con xe Hyundai Tucson đời 2010. Giá lanh quanh tầm khoảng 370 triệu đồng. Một chiếc xe 5 chỗ gầm cao. Phiên bản số tự động. Vâng, tiếp theo em xin giới thiệu cho quý vị và bạn một chiếc xe Innova đời 2009 bản G nhé. Một chiếc xe tư nhân một chủ, phải nói rất là đẹp cho mọi người có thể lựa chọn nhé. Chúng ta đi gia đình trải dịch vụ này. Giá lanh quanh tầm khoảng trên 240. Và đây là một chiếc xe Innova đời 2009. Đấy, giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Đấy, con này tầm khoảng 201 thôi. Một chiếc xe Innova bản G, số sàn quý vị và bạn nhé, biển Bắc Ninh. Con này thì trước kia nó chạy dịch vụ taxi rồi. Bây giờ đã được ra tên tư nhân đầy đủ rồi nhé. Vâng, tiếp theo xin giới thiệu cho bà con các bác các bạn, con này là Innova đời 2015. Vâng, đời 2015 bản E, số sàn, xe tư nhân gia đình sử dụng này, biển Hải Phòng. Giá lanh quanh tầm khoảng trên 370. Đấy, một chiếc xe gia đình sử dụng, không có dịch vụ taxi gì cả, xe đẹp không lỗi. Tiếp theo là một chiếc xe Innova đời 2007. Đấy, bản G quý vị chọn nhé. Số sàn. Đấy, con này thì cũng là một chiếc xe tư nhân gia đình sử dụng không khoan nhé. Giá lanh quanh tầm khoảng 200. Và đây là một chiếc xe Toyota Innova bản G đời 2010. Giá lanh quanh tầm khoảng 230. Con này thì bản G, xe có dịch vụ, có khoan. Đấy. Tiến đây em giới thiệu cho bà con các bác anh chị bạn, con này đời 2000, Innova đời 2010 nhé. Giá cực kỳ hấp dẫn luôn quý vị các bạn ạ. Chỉ có tầm khoảng 201 thôi. Đấy, Innova đời 2010. Tiếp tục là một chiếc xe Innova đời 2009 này. Con này xe không khoan này. Giá lanh quanh tầm khoảng 220. Đấy, rất là rẻ. Innova cửa hàng em có rất là nhiều nhé. Giới thiệu cho bà con các bác, bạn một chiếc xe 5 chỗ số tự động. Con này là con xe Hyundai Avante, sản xuất 2012. Giá lanh quanh tầm khoảng 280 này. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ đi vào bên trong để quay đến gửi đến cho anh chị bạn những cái dòng xe một đầu bên trong nhé. Spark này, giá lanh quanh tầm khoảng 6-70 đây. Chiếc xe tập lái cho các bác chị bạn đây. Lanh quanh tầm khoảng 6-70. Đấy, tập lái này. i10 đời 2015-16 rồi đây, lanh quanh tầm khoảng 180-190 chưa đến 200 đâu ạ. Và đây là một chiếc xe Kia Rio đời 2011 này, giá lanh quanh tầm khoảng 160 thôi. Một chiếc xe nhập khẩu, số sàn máy 1.4 anh chị bạn nhé.
Mazda 6 đang giảm giá sập sàn. Đấy, cắt lỗ lên đến 6-70 triệu luôn. Con này thì tầm loanh quanh tầm khoảng 490 này. Đấy, một chiếc xe Mazda phân khúc hạng D nhá quý vị nhá. Đấy. Con này là đời 2010. Đấy, chỉ có tầm khoảng loanh quanh trên 150 này. Đấy. Prius Limo. Dòng xe rất là lành và bền. Loanh quanh tầm khoảng trên 150. Đấy. Chú bác nào mà muốn mua xe tập lái nhá. Một cái xe cho các bác khởi nghiệp luôn. Tiếp tục là một chiếc xe i10, bản sedan hai đầu các bác nhé. Con này máy 1.2, loanh quanh tầm trên 200. Con này là i10 bản thiếu một đầu này. Con này thì giá tầm khoảng trên 170 nhé quý vị anh chị bạn nhé. Phiên bản số sàn, bản thiếu nhé. Đấy, xe thì trước kia nó dịch vụ taxi ra rồi, bây giờ thì đã ra tên tư nhân rồi. Hyundai Getz đời 2010, loanh quanh tầm khoảng 140. Phiên bản số sàn, máy 1.1 quý vị anh chị bạn. Và đây là một chiếc xe Ford Fiesta đời 2011 này, phiên bản tự động nhá, giá loanh quanh tầm khoảng 230 thôi, số tự động. Tiếp tục cũng là một chiếc xe phiên bản tự động, con này là con Hyundai Avante đời 2011, loanh quanh tầm khoảng 270. Đấy, Hyundai Avante. Tiếp tục là một chiếc xe Lacetti, con này là Daewoo Lacetti đời 2010 này, 2009 ạ. Đời 2009 quý vị cho bạn. Phiên bản số tự động nhá. Đấy, bản CDX. Loanh quanh tầm con này tầm khoảng 190 ạ. Tiếp theo đây, xin mời anh chị bạn đi ra bên ngoài này cùng em đi vào những cái dòng xe sedan hai đầu bên ngoài này rất là nhiều này. Đấy, em sẽ báo giá nhanh thôi. Con này là con MEKLK 300, loanh quanh tầm khoảng trên 3 đồng. Đấy, phiên bản số tự động này, MEKLK 300 thì là một cái dòng xe của Đức. Đấy, rất là đi đẳng cấp rồi, nhưng mà sửa chữa dòng này thì hơi mệt mỏi đấy ạ. Sửa chữa con này thì thật là tầm tiền 300 thì các bác rất là nhiều sự lựa chọn, chúng ta có thể lựa chọn cái mẫu xe nó lành bền. Một chiếc xe Lacetti đời 2010 quý vị chuẩn nhé, xe Việt số sàn, loanh quanh tầm khoảng trên 120. Và con này là bên cạnh đây là một con xe Mazda 3 đời 2010 nhập khẩu của Đài với động cơ máy 1.6 nhé. Con này thì phiên bản HX một đầu, giá loanh quanh tầm khoảng trên 270. Đấy, Mazda 3. Tiếp tục đây xin giới thiệu với bà con các bác cho bạn một chiếc xe Honda Civic đời 2008 số tự động này. Giá loanh quanh con này tầm khoảng 230 nhé quý vị anh chị bạn nhé. Civic phiên bản tự động máy 2.0. Một mẫu xe Vios bản G đời 2014. Đấy. 2014 phiên bản tự động máy 1.5. Con này thì bản G xịn. Đấy, một chiếc xe số tự động tư nhân gia đình sử dụng. Giá loanh quanh tầm khoảng 350 thôi. Tiếp tục là một chiếc xe Vios bản E. Con này thì bản E đời 2015. Con này tên công ty, xe có khoan, có dịch vụ taxi ra nhé. Đấy, giá loanh quanh con này tầm khoảng 270 quý vị anh chị bạn nhé. Đấy, bản E xịn. Tiếp theo đây là một cái mẫu xe Kia. Kia Cerato đời 2007, loanh quanh tầm khoảng 120, số sàn các bác nhé. Kia Cerato. Và đây là một chiếc xe Forlanger đời 2002, giá loanh quanh tầm khoảng 100 triệu đồng. Các bác nhà mình đã có thể sở hữu ngay một chiếc xe thương hiệu của Mỹ, rất là đẹp. Đây là Lacetti đời 2009 này. Con này bản nhập khẩu Trung Đông nhé anh chị bạn nhé, bản thiết Trung Đông, giá loanh quanh tầm khoảng 201 nhé. Xe bao đẹp cho các bác luôn, màu đỏ đô. Tiếp theo là một chiếc xe Toyota Vios bản limo nâng. Bản limo lăng xe dịch vụ taxi ra rồi, giá loanh quanh tầm khoảng 160 này. Và tiến đến đây là một chiếc xe Chevrolet Avell, đúng không ạ? Avell là một mẫu xe thương hiệu của Mỹ, Chevrolet Avell, sản xuất 2014 này, số tự động các bác nhé, phiên bản tự động, giá loanh quanh tầm khoảng trên 200 một tí nhé. Tiến đây giới thiệu cho bà con các bác, cho bạn con này là con Vios bản E đời 2017, tư nhân một chủ, xe gia đình sử dụng nhé. Đấy, con này thì bản E số sàn, xe không dịch vụ taxi gì cả và không lỗi này. Đấy, con này giá dao động tầm khoảng 2 trên 300. Con này là Vios E 2014, xe thì có dịch vụ taxi rồi. Đấy. Và xe thì cũng đã được ra tên tư nhân rồi. Giá loanh quanh con này tầm khoảng trên 270 nhé. Xe bao đẹp cho các bác chị bạn ạ. Tiếp theo là một chiếc xe Daewoo Lacetti đời 2008, loanh quanh tầm khoảng 180 triệu thôi. Đấy.
Vâng, tiếp theo em xin giới thiệu cho bà con các bác, cho bạn con này con i10 đời 2014, bản sedan 2 đầu, máy 1.2. Xe này không khoan, không có dịch vụ taxi gì cả. Giá con này dao động tầm khoảng 200 triệu. Đây, dao động tầm khoảng 200 đi ạ. Tiếp tục đây là một chiếc xe Gentra. Đâu Gentra đời 2010, lăn quanh tầm khoảng 101. Quý vị cho bạn nó có thể sở hữu ngay một chiếc xe 5 chỗ sedan 2 đầu này. i10 đời 2015. Bản sedan 2 đầu, giá lăn quanh tầm khoảng 201 quý vị cho bạn nhé. i10 bản sedan. Tiếp theo là một chiếc xe Chevrolet Cruze. Xin lỗi mọi người, đây là Lacetti. Con này con Lacetti đời 2010. Giá con này tầm khoảng 180 triệu, 170 triệu đi. 170 triệu đồng. Lacetti đời 2010 số sàn các bác nhé. Tiếp theo là một chiếc xe Kia K3 đời 2014 này. Phiên bản số sàn máy 1.6 này. Lăn quanh tầm khoảng 330. Kia K3 là một chiếc xe dòng xe phân khúc hạng C, thương hiệu của Hàn Quốc. Tiếp tục đây em xin giới thiệu bà con cô bác cho bạn, con này là con xe Hyundai Venue đời 2008 này. Giá con này dao động tầm khoảng 140. Hyundai Accent đời 2018, tư nhân một chủ quý vị cho bạn nhé. Xe một chủ từ đầu, rất là đẹp luôn. Giá con này em đang chào bán tầm khoảng 360 này. Tiếp theo là một chiếc xe Vios bản limo nâng, xe dịch vụ taxi ra rồi nhé. Giá con này em đang chào bán tầm khoảng 160 triệu thôi. Đấy, Vios limo nâng ạ. Con này là con xe Hyundai Solata đời 2004. Giá loanh quanh tầm khoảng 140 quý vị cho bạn. Tiếp theo đây xin giới thiệu bà con các bác cho bạn một chiếc xe nhập khẩu của Đài số tự động. Con này là con xe Buick. Con này giá dao động tầm khoảng 100 thôi. Và đây là một chiếc xe Vios bản E đời 2018 này. Tư nhân một chủ quý vị cho bạn nhé. Màu vàng cát xịn biển Quảng Ninh đời 2018, xe gia đình và giá chào bán tầm khoảng 340. Con này là con xe Lacetti SE đời 2010. Giá đang chào bán lên quanh tầm khoảng 180 quý vị anh chị bạn. Và đây là một chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2013 nhé anh chị bạn nhé. Đấy, con này giá dao động tầm khoảng 201 thôi. Đấy, con này là Cruze, thương hiệu của Mỹ. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị bạn chúng ta đi ra bên ngoài này xem dòng xe một đầu. Đấy, hôm nay em sẽ báo giá nhanh tổng hợp tầm khoảng trên 20 phút thôi. Hyundai Getz đời 2009 ạ, con này 2009 nhé. Đấy, giá dao động con này tầm khoảng 120 thôi. Hyundai Getz nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn, máy 1.1 số sàn ạ. Và đây là một chiếc xe Hyundai i10. Con này đời 2014, bản đủ quý vị nhé. Đấy, giá dao động tầm khoảng 200 thôi. Đấy, i10 2014 bản đủ máy 1.0 số sàn nhé các bác nhé. Con này xe thì màu trắng xịn này. Spark tập lái này. Con này con Spark giá dao động tầm khoảng 60 đây. Đấy, cho bác nào tập lái này. Và đây giới thiệu cho quý vị cho bạn. Con này là con xe Kia Morning. Đây ạ. Kia Morning đời con này sản xuất năm 2016. Đấy, giá dao động tầm khoảng 160 thôi. Rất là rẻ nha quý vị nhé. Morning 2016. Con này Spark giá dao động tầm khoảng 670 thôi. Đấy, tập lái đấy ạ, 0.8 số sàn. Con này cũng thế này, con này lăn quanh tầm khoảng 50-60 triệu. Chevrolet Spark nhé các bác nhé. Con này Hyundai i10 đời 2015. Con này bản thiếu máy 1.0. Con này xe có khoan, không đổi màu. Giá chào bán tầm khoảng 180 thôi. Tiếp theo là một chiếc xe Kia Morning đời 2016 này. Giá nó chào bán tầm khoảng 180 triệu. Đấy, xe có dịch vụ có khoan nhé các bác nhé. Và bên cạnh đây là một chiếc xe Kia Morning đời 2012. Đấy, giá chào bán tầm khoảng 101 thôi. Đấy, Morning 2012 rất là rẻ luôn. Tiếp theo là một chiếc xe Kia Morning bản đủ, bản SE đời 2016 ạ. Con này em đang chào bán giảm giá còn 230. i10 đời 2014 này, con này tầm khoảng 170 nhé. Đấy, xe có dịch vụ taxi. Kia Morning đời 2015. Rất là rẻ luôn, tầm khoảng 150 thôi. Đấy, Kia Morning hồ sơ cầm tay sẵn nhé. Đấy, bao vào tên cho mọi người luôn. Con này con Spark này, giá dao động tầm khoảng 670 triệu đồng này. Đấy, tập lái trên nắng che mưa. Bên cạnh là một chiếc xe tư nhân một chủ Kia Morning đời 2019 ạ. Con này giá dao động tầm khoảng 200
235 triệu. Đấy, xe gia đình đi các bác nhé. Một chiếc xe tư nhân một chủ luôn. Cam kết bảo hành là không lỗi, máy zin, cao chỉ zin. Xe tập lái là một chiếc xe BID, con này màu đỏ đô này. Đấy, con này BID nhập khẩu của Trung các bác nhé. Giá con này đang chào bán tầm khoảng 80 thôi. Tiếp theo là một chiếc xe Spark đời 2013. Con này giá đang lên quanh tầm khoảng 130. Đấy, Spark, con này bản 1.2 các bác nhé. Hyundai 10 bản đủ đời 2014 này. Con này giá lên quanh tầm khoảng 200 xin lỗi mọi người, tầm khoảng 180 triệu thôi. Đấy. Và đây là một chiếc xe Kia Morning đời 2007. Số tự động. Đấy, con này giá tầm khoảng 145 triệu. Xe bao đẹp cho bác luôn. À, bên cạnh là một chiếc xe Kia Morning nhập khẩu, con này đời 2010. Con này giá động tầm khoảng 190 này. Ở đây con này con Kia Morning đời 2016 nhá. Con này em đang giảm giá cắt lỗ còn 165 triệu thôi. Đấy, xe này không khoan các bác nhá. Tiếp theo là một chiếc xe Kia Morning, con này thì đời 2016, con này bản thiếu này. Giá động tầm khoảng 170. Vâng, vừa rồi em lại ngắt ô tô vừa gửi đến cho quý vị cho bạn một cái video báo giá nhanh toàn bộ những cái mẫu xe đang có tại cửa hàng. Tại vì là biết là mọi người đang đi nghỉ lễ này. Đấy, có thể là đang quây quần đầm ấm bên gia đình trong những ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 này đúng không ạ? Thì cũng rất mong quý vị chị bạn bỏ ra một chút thời gian tầm khoảng 20 phút để lắng nghe em chia sẻ những cái mẫu xe đang có tại cửa hàng. Biết đâu các bác thì mình đúng chân cái mẫu xe nào, có thể là tham khảo và liên hệ trực tiếp với em. Số điện thoại cũng như là số Zalo của em là 0866010016 nhé. Các bác có thể là kết bạn Zalo trực tiếp để được tư vấn cụ thể. Và cũng rất mong mọi người xem video của em thì cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh. Một lần nữa thì cho em Lẫn Ngát Ô Tô xin gửi lời kính chúc đến toàn thể quý vị anh chị bạn có những cái ngày lễ bên gia đình và người thân thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé. Xin kính chào và xin hẹn lại mọi người trong những cái mẫu video lần sau ạ.